Chào mọi người nhé, video này mình test cho bạn Lê Công Minh Chiết, một cây DJ Trần Tình Tông La có dây treo. Thì cây này bạn đặt trên website 6chucdaoduy.com và có ghi chú lại là test âm cho bạn qua video. Nhưng mà mình không biết cái cách nào để gửi video cho bạn, nên là mình sẽ đăng video này lên YouTube bạn nhé. Thì hy vọng là bạn sẽ xem được video này. Ok. Ok, chào mọi người nhé.